đấy, nước mặt cái gì nhỉ? Này này. Rồi, đó. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Võ Thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ hướng dẫn các bạn là bốn cái bài để các bạn tập luyện phản xạ tại nhà. Thì bốn cái kỹ năng phản xạ này là bốn kỹ năng cơ bản khi mà chúng ta tập luyện boxing hay tập luyện võ tại câu lạc bộ hoặc tại võ đường hoặc là tại nhà. Là bốn cái kỹ năng này phải có nhé các bạn. Nếu mà bạn nào mà bảo là em tập boxing nhưng tập võ mà không biết bốn cái kỹ năng phản xạ tránh né này, mình nghĩ là nó còn hơi thiếu, nên là các bạn nếu mà bạn nào còn thiếu thì hãy bổ sung thêm về cái trong video ngày hôm nay nha, để giúp cho các bạn. Trong đó có những cái kỹ năng mà anh em không cần biết là đối thủ đấm vào nào cũng né được. Còn nếu mà biết được thì chúng ta nói làm gì nữa. Thì trong tập luyện võ thuật, cái mục đích của chúng ta là biến cái không thể thành có thể, tức là mình phải đoán được những thủ đấm để mình tránh né, giống như em đấm bên này đấy, mà mình đoán được, mình đoán được là người ta đấm thẳng để mình lách qua đường này. Nếu tại sao mình không chịu lách ở đây mà mình phải lách ở đây, thì các bạn biết không, ví dụ như người ta đấm cái đòn kia đi đấy, thì nó sẽ kéo tay như này, nó sẽ kéo tay, là cái lực của người ta nó không có nữa và nó sẽ bị ngược. Ví dụ như đang đấm đây mà đối thủ lách qua kia thì nó sẽ bị ngược với người ta. Ví dụ như mà mình đấm đây mà em nó lách qua đây, đấm đây mà lách qua đây thì đây là thẳng đây này, mà mình đấm đây mà em nó lách qua bên kia thì là nó ngược này. Các bạn nhìn hình dung nhau nè, tức là cái đường tránh né là phải dựa theo tính toán của khoa học. Đây em qua đây cho lấy cái trận và em đấm tay trước lên để cho người ta hình dung ra, thì chúng ta sẽ né sang phía sau của đối thủ, là cái tay ở phía trước của người ta đấm. Luôn luôn chúng ta tìm cái hướng ở bên ngoài, chúng ta né, chúng ta lách qua, né qua. Nếu mà chân của chúng ta không tới, ví dụ như là người ta đấm nhanh quá, thường thường là trên mạng mà tất cả những người thầy là dạy là đấm như này, thì người ta sẽ dạy là cái bước chân, nhưng mà nó đấm nhanh hơn là cái chân, cái tay nó đấm cái thôi. Cái tay nó chỉ có đấm như thế này mà chân của chúng ta bước lên thì chúng ta sẽ chậm hơn, nên lại thử ra có hai tình huống. Nếu mà nó đấm chậm thì chúng ta kịp bước lên, mà nó đấm nhanh quá thì chúng ta chỉ có cái là chúng ta là phản xạ nhanh nhất có thể, là tránh né, đấm như thế đấy, chỉ có cái là cái đầu chúng ta lắc qua thôi. Đó là cái bài số 1, bài tránh né tay sau đấy. Thì chúng ta cũng phải né qua cái phần bên ngoài, cũng dựa theo nguyên lý là chúng ta né ở bên phần bên ngoài nhé các bạn. Thật ra thì lát nữa mình sẽ phân thế cả cách phản đòn một chút xíu cho anh em, nhưng mà chúng ta phải học cách tránh né chứ. Và tránh né là chúng ta nhớ là tránh né ra phần bên ngoài, thì đấm lên là chúng ta phải tránh né ra phần bên ngoài, tránh né ra phần bên trong, vào mặt bên trong này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho hành lại đây, tay nào trước cũng được đấy, tay kia cũng được đấy, các bạn có thể nhớ lại này. Rồi đó là hai cái. Ví dụ người ta đánh đòn vòng, người ta đánh đòn mà sở trường đòn này rất nguy hiểm, đòn này nếu mà bị vào là thường vào tay dương hoặc quai hàm, người ta đúng vào ngang là đòn này gọi như là đòn knock out đấy, thì chúng ta nên sử dụng cái kỹ thuật nào để tránh né. Thì đây, lên này, lên này đấy, cũng vậy thôi, cái đầu của chúng ta lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc qua lắc lại nha các bạn. Đấy là ba cái bài tránh né. Còn bài thứ tư là bài không biết nó đấm cái gì, không biết là nó đấm thẳng, đấm vòng, đấm móc, đấm gì, thì đây là cái bài số 4, bài tránh né và mình khuyên anh em hay dùng. Và võ sĩ mà độc cô của bạn của thế giới là Mayweather thì hay sử dụng cái bài này nhất. Ông ấy thứ nhất là tay dài, thứ hai nữa là ông có cách phòng thủ và sử dụng cách tránh né này thường xuyên luôn. Đó là thương hiệu của Mayweather. Rồi em đấm lên nào, rồi đấm lên, đấm vòng cũng được, đấm nào cũng được. Có tới đâu, cứ né ra sau cũng có tới, các bạn hiểu không? Né ra sau tới. Nếu mà người ta cố tình lên, ví dụ như đối thủ đấm lên này, lên này, tiếp tục lao lên đánh này, lao lên này, lao lên tất cả này, đây này, đấy, tay của mình này,
vòng lên luôn, đang đây, vòng lên đấy, kỹ thuật này đang đây, vòng lên nó kín đòn. Thứ nhất là mình che cho cái mảng sườn, nhưng thực ra là mình chuẩn bị mình vòng lên rồi. Và cái tiếp theo nữa là cái tấn pháp này, mình lên này. Thì đây tấn pháp của mình là như thế này, lấy đà nha, né mong ông bật thần thấy tôi đang lấy đà, xin lỗi ông mà lên ông dính đòn ngay. Những bạn nào mà chuyên học chiến thuật của boxing, chiến thuật là em thủ lên này, tấn công lên này đấy, mà như thế này mà lao lên là chết. Thấy tấn của ông kia tự nhiên trùng xuống như thế này, né vì sao trùng tấn hướng là ông này được bước vội mà hám mà lao lên, thằng này nó sợ mình rồi. Ông đó chưa bao giờ biết được là cái chiến thuật trong boxing. Đây lấy đà hạ tấn rồi nó bật lên rồi, đang thủ như thế này chuẩn bị nó bật lên nó bùng cái rồi thì ông cẩn thận lo đòn nó. Nên là cái bộ số 4 là cách tránh né, số 4 là cái mà cực kỳ là hay các bạn ạ, tuyệt vời. Mình cũng rất thích cái bài số 4, mình tập luyện nhiều nhưng mình cảm thấy cái số 4 là dễ áp dụng nhất và dễ tránh né, dễ áp dụng nhất, và có những cái chiến thuật ở phía sau nữa rất chỉ là hay. Và trong cái lớp mình ngày trước có một anh là anh Đức, tay anh dài, cái học trò mình nhất là Huy á, tay nó dài, nó đối kháng, nó cũng hay xài cái bài này. Huy nhất là Huy sử dụng cứ thủ nghiêng về nó đấm cái, cứ nghiêng nghiêng phải lao lên là đấm cái đấy, tay nó dài nó áp dụng được cái bài này các bạn. Còn về cách mà ví dụ như em đấm lên, giống như cách mà tránh né đầu tiên này, đấm lên này thì phản đòn này đấy, phản đòn vào, ví dụ đấm bên kia vậy, phản đòn vào lên này, móc vào, đấm móc vào, đó là những cái phản đòn. Nhưng mà đầu tiên là phải học tránh được, né được, và cái nữa là cái mắt của chúng ta phải đọc được tình huống, đọc được tình huống bằng cách chúng ta phải tập luyện thôi. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải hiểu lý thuyết giống như mình nói trước, sau đó chúng ta phải thực hành bằng cách chúng ta tập luyện là tránh né qua phải, qua trái, qua phải, qua trái, và bắt đầu lắc qua, các bạn lắc qua, lắc lại, tiếp theo nó lại giật phía sau, giật phía sau, giật phía sau, giật phía sau, thì chúng ta cũng phải tập luyện thì chúng ta mới hoàn thiện được cái khả năng quan sát tránh né. Cái tự nhiên mà võ thuật mà chỉ cần nói ra mà làm được liền, nói ra mà giỏi liền thì ai cũng giỏi rồi, quan trọng nhất là thực hành. Lý thuyết đi trước, bài đi trước và thực hành đi theo sau nhé các bạn. Phải có học và hành thì chúng ta mới thành công được. Và chúc cho tất cả các bạn thành công với bài tập này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.